đồng bằng sông Cửu Long cuối năm 2015, đầu năm 2016. Đợt hạn hán xâm nhập mặn nghiêm trọng nhất trong 100 năm qua. 13 tỉnh tại đồng bằng sông Cửu Long bị mặn xâm nhập, 10 tỉnh đã công bố thiên tai, có khoảng 160.000 ha lúa bị thiệt hại, ước tính có khoảng 800.000 tấn lúa bị mất trắng, tổng thiệt hại kinh tế khoảng 4.600 tỷ đồng. Hơn 200.000 hộ dân, tức khoảng 800.000 người thiếu nước sinh hoạt. Mà năm nay là mặn chát, bó tay luôn. Thuốc dọc mà nước mặn nó còn uống được mà người ta làm sao mà uống xài. Nhưng không biết là nó ảnh hưởng gì sau này cái sức khỏe đó. Chứ bây giờ là bắt buộc phải xài. Bây giờ con nước mấy cháu không xài thì đâu có thấy nước còn xài được. Lúa thóc thì đã thất, mà đất thì mướn. Cho nên bây giờ tôi cũng không biết làm sao. Những cuộc họp đánh giá thiệt hại, tìm kiếm giải pháp và kêu gọi hỗ trợ từ quốc tế đã được tổ chức để giúp đỡ người dân đồng bằng sông Cửu Long thoát khỏi cơn khát nước lịch sử này. 22 tổ chức phi chính phủ nước ngoài, bao gồm tổ chức CARE, Oxfam, CRS, WWF, đã cam kết triển khai 30 chương trình, dự án trong 3 năm, từ năm 2016 đến năm 2019, tại 13 tỉnh bị thiệt hại, với tổng ngân sách là 12,3 triệu đô la Mỹ, tương đương khoảng 274 tỷ đồng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Việt Nam và Thế giới của VTV4 Đài truyền hình Việt Nam. Chắc hẳn mọi người chúng ta vẫn chưa thể quên được những hình ảnh về hậu quả mà người dân đồng bằng sông Cửu Long phải gánh chịu trong đợt hạn hán và xâm nhập mặn vừa qua. Đây cũng là đợt hạn hán và xâm nhập mặn gây thiệt hại nặng nề nhất trong vòng 100 năm qua. Việt Nam đã phải kêu gọi sự hỗ trợ khẩn cấp từ cộng đồng quốc tế, trong đó có các tổ chức phi chính phủ quốc tế để giúp đỡ Việt Nam ứng phó với tình hình này. Và để người dân không bị khát nước ngay bên cạnh những dòng sông, đó là nhiệm vụ hàng đầu trong bối cảnh hiện nay. Đùa nghịch với một chỗ nước, nhưng với những đứa bé ở đây, đó là cả một niềm vui, niềm hạnh phúc. Bởi chỉ vài tháng trước thôi, đến nước uống các em còn phải tiết kiệm từng giọt. Mọi con có thích tắm nước không? Dạ thích. Tại sao lại thích tắm? Thì tắm rất mát. Rất mát hả? Thế đợt nắng nóng thì mình có nước để tắm không? Không. Lúc đó thì mình cảm thấy thế nào? Rất nóng nực. Có khó chịu không? Có. Những con kênh ngang dọc chạy vòng quanh những ngôi nhà là hình ảnh quen thuộc và đặc trưng của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Đó là nguồn nước tưới trồng trọt, còn trong những ngày nắng hạn và xâm nhập mặn, đó là nguồn nước sinh hoạt của cả gia đình khi nguồn nước mưa đã cạn kiệt. Giặt đồ, rửa chén, chùi son, còn uống thì đổi nước khác uống. Nước kênh, nước hồ hay nước giếng trong mùa hạn mặn đều bị nhiễm phèn. Sống chung với nguồn nước này từ nhiều năm, người dân hiểu rõ những nguy cơ dịch bệnh có thể xảy ra khi dùng nguồn nước không đảm bảo. Vì vậy, kiểm tra và đánh giá sự an toàn nguồn nước là mong muốn của nhiều người dân nơi đây. Nhà chị Cuộc có 3 nhân khẩu, nước dùng cho cả nhà được chứa trong những chiếc lu như thế này. 100% là nước giếng, và khi bị xâm nhập mặn, chị tự xử lý thủ công bằng kinh nghiệm và cảm quan. Xài nước ở dưới hồ mặn cũng phải rửa chén, rồi mình lên mình nhín ít nước ngọt ở trong máy vậy, mình múc mình rửa sơ lại, ăn cho nó sạch. Tổ công tác quản lý nước là một mô hình triển khai từ tháng 10 năm 2015 tại các xã, huyện ven biển của tỉnh Bến Tre, với mục đích giúp người dân sớm phát hiện những vấn đề của nguồn nước, đồng thời hướng dẫn biện pháp xử lý an toàn. Với những dụng cụ đơn giản, chỉ 5 phút sau là người dân đã nhận được kết quả về chất lượng nguồn nước sinh hoạt của mình. Thì cái nguồn nước của chị qua các cái chỉ tiêu em đo thì tương đối đạt. Tổ quản lý nước thì gồm 5 thành viên. Thì hàng tháng thì có thể là đi 3 người hoặc 2 người có. Thì chia ra từng nhóm đi. Thường tháng kiểm tra từ 10 đến 25 hộ. Huyện Gò Công Đông là một trong những địa phương bị ảnh hưởng nặng nề nhất của hạn hán xâm nhập mặn tại tỉnh Tiền Giang. Trong đó có những khu vực cá biệt như ấp Xóm Rẫy. Tất cả nguồn nước trong ấp đều bị nhiễm mặn. Đây cũng là ấp có tỷ lệ hộ nghèo tương đối cao, chiếm gần 20%. Ngay trong tháng 6, tháng đỉnh điểm của hạn hán, xâm nhập mặn, một dự án cứu trợ nước ngọt
và lắp đặt bồn chứa nước mưa đã được triển khai tại địa phương này. Đối tượng hưởng lợi là hộ nghèo và hộ cận nghèo. Nói chung là về các hộ nghèo ở đây thì khó khăn, rất là khó khăn. Dù giờ xâm nhập mặn thì họ sức chống chịu của họ cũng rất là khó. Còn những cái hỗ trợ gì thì quan tâm là ưu tiên cho hộ nghèo trước. Tổ chức CRS đã huy động được cái nguồn ngân sách nội bộ và quyết định là hỗ trợ tỉnh Tiền Giang, một cái tỉnh mà bị ảnh hưởng rất là nặng nề về hạn hán và xâm nhập mặn. Một cái lý do nữa mà tổ chức CRS chọn tỉnh Tiền Giang là vì cái tỉnh Tiền Giang này cũng chưa được nhận nhiều cái hỗ trợ từ các cái tổ chức quốc tế. Trong thời gian 3 tháng, dưới sự phối hợp triển khai của người dân địa phương, đã có 281 hộ gia đình, 2 trường học và 2 trạm y tế thuộc huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông được lắp đặt hệ thống thu chứa nước mưa. Từ hồi mà xài cái bồn này rồi thì cũng cảm thấy là cũng đảm bảo vệ sinh chứ không có gì hết. Cũng như cái lắm lúc cũng cho con cái ăn uống tắm rửa bằng cái nước trong được cái bồn đó, đỡ tươi tiêu chảy, đỡ bệnh. Huyện Gò Công Đông và Tân Phú Đông là khu vực ven biển, có tỷ lệ tiếp cận nước sạch thấp nhất tại tỉnh Tiền Giang. Chỉ có khoảng 50% người dân ở đây có nước sạch sinh hoạt. Thời gian đỉnh điểm của hạn hán xâm nhập mặn năm 2016, 10.000 hộ dân ở khu vực này không thể tiếp cận được với nước sạch. Vì vậy, xây dựng mô hình thu chứa nước an toàn hiệu quả đang là một trong những kế hoạch ưu tiên của tỉnh Tiền Giang. Trên địa bàn tỉnh Tiền Giang thì cái dự án này triển khai trong vòng 3 tháng. Đây là cái hoạt động hỗ trợ gọi là khẩn cấp trong cái mùa hạn mặn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng thấy rằng các mô hình này là rất tốt. Những cái bồn chứa nước bằng vật liệu mới bây giờ đảm bảo được sức khỏe của người dân. Thì khi dự án kết thúc thì bằng nguồn vốn của ngân sách tỉnh hoặc là trung ương hỗ trợ, chúng tôi sẽ mạnh dạn đề xuất trung ương để vận dụng cái này vào cho cái hỗ trợ cho người dân. Người dân đồng bằng sông Cửu Long đang cần nước ngọt hơn bao giờ hết. Cùng với việc hỗ trợ cung cấp nước ngọt, hiện các bộ ngành đang tích cực phối hợp với các tổ chức phi chính phủ quốc tế để tuyên truyền, tập huấn, giúp họ tự cứu lấy mình bằng cách sử dụng nước hợp lý và có cách trữ nước sớm, tránh trường hợp trở tay không kịp như mùa hạn mặn vừa qua. Người dân đồng bằng sông Cửu Long chủ yếu sống dựa vào nguồn tài nguyên thiên nhiên tại địa phương. Do vậy, những thảm họa thiên tai thường có tác động không nhỏ tới sinh kế của người dân nơi đây. Xây dựng một sinh kế bền vững, thích ứng với hạn hán và xâm nhập mặn đang là một trong những nội dung mà các tổ chức phi chính phủ rất quan tâm nhằm nâng cao năng lực ứng phó với biến đổi khí hậu của người dân. Gia đình bà Lê Thị Phượng sống tại huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre, nhiều năm nay sống dựa vào nuôi gà, vịt. Thế nhưng tình hình khô hạn và xâm nhập mặn kéo dài khiến gà vịt thiếu nước uống nên chết cả. Gia đình bà đã nghèo, nay còn nghèo hơn. Vì thuộc diện hộ nghèo nên hơn 2 năm trước, bà được địa phương hỗ trợ một con dê cái. Theo bà Phượng, dê dễ thích nghi với thời tiết khắc nghiệt và hiệu quả kinh tế cũng cao hơn. Mày cũng như hồi lúc tôi nuôi dê này phải không? Thì dự án cho thì nuôi rồi thấy bán cũng được lợi nhuận cũng được 8 triệu. Gà con vịt á thì nước phèn á thì nó uống nó chịu không nổi, còn con dê á thì nó hơi một chút phèn thì nó uống được. Với những hộ có điều kiện hơn thì mô hình nuôi bò đem lại lợi nhuận cao, lại tận dụng được lợi thế thiên nhiên như đất thường xuyên bị nhiễm mặn, phèn, thích hợp để trồng cỏ, tận dụng chế phẩm từ cây mầu như đậu, bắp để làm thức ăn cho bò. Nhà ông Huỳnh Kim Tưởng là một trong những ví dụ điển hình. Từ năm 2012, ông Tưởng quyết định đầu tư nuôi bò. Đến nay nhà có 6 con bò. Chi phí nuôi bò mỗi năm chỉ khoảng 1 đến 2 triệu đồng. Trước thì không nuôi bò, mình bỏ đất trống rất nhiều. Nhưng nay mình tận dụng lại cái trồng cỏ để ổn định được cái kinh tế. Vì thấy nuôi bò nó cũng mang lại cái hiệu quả cho gia đình. Từ năm 2012, tổ chức Oxfam cùng với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre bắt đầu triển khai dự án về phòng ngừa giảm nhẹ thảm họa và thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Bến Tre, gọi tắt là RACI. Dự án gồm 3 hợp phần chính, trong đó thay đổi sinh kế được xem là biện pháp ứng phó biến đổi khí hậu một cách bền vững. Từ đó đến nay, Oxfam hỗ trợ 2.000 hộ dân có dê và bò. Tổng đàn dê trên địa bàn tỉnh lên đến 95.370 con, tổng đàn bò vào khoảng 180.000 con. Theo lãnh đạo địa phương,
từ khi bắt đầu triển khai dự án, việc khó khăn nhất là làm sao để người dân liên kết với nhau, sinh hoạt tập thể để phát triển kinh tế lâu dài. Bước đầu thì mình thay đổi cái nhận thức của người dân với cái tập quán sản xuất nhỏ lẻ thì còn hơi bị gặp khó khăn. Người dân thì quen sản xuất theo hộ gia đình. Vì vậy, nhiều giải pháp được đưa ra. Cứ cách vài tháng, người nông dân từ các địa phương khác nhau được hỗ trợ phương tiện đi lại, ăn uống để tham gia các hội thảo chia sẻ kinh nghiệm. Những người nông dân thẳng thắn đặt câu hỏi. Và nhận được câu trả lời từ phía người có kinh nghiệm và các chuyên gia. Chúng tôi đã kết nối qua những cái cuộc đối thoại như thế thì đã thay đổi được từ cái sản xuất của người dân, là người dân thay vì nhỏ lẻ họ đã rất là hăng hái để tham gia những cái tổ sản xuất cùng nhau. Và người thương lái họ nhìn nhận lại là họ thay đổi cái thái độ, là họ không đối xử với người nông dân giống như là tôi làm sao miễn là lợi ích là về phần tôi là nhiều nhất, mà họ nghĩ là ở cái phát triển lâu dài là người nông dân, chất lượng sản xuất của người nông dân sẽ ảnh hưởng đến cái việc phát triển của họ trong tương lai, đặc biệt là tiếp cận với thị trường. Những buổi họp tổ chăn nuôi dê bò có sự tham gia của thương lái cũng được tổ chức định kỳ hàng tuần. Mình bao tiêu sản phẩm của bà con hôm nay là năm thứ hai. Trưởng nhóm sẽ thông báo với mình tháng này sẽ xuất được bao nhiêu con, dự kiến là bao nhiêu con, phía bên thu mua sẽ thông báo lại giá. Rồi bên hai bên hợp tác với nhau. Đã hợp tác, đã ký hợp đồng với nhà thu mua. Thu mua đó sẽ là hỗ trợ 500.000 cho một hộ dân, như vậy là trị giá con bò là thu là tương đương hơn so ngoài là 500.000. Ngoài ra, các đơn vị triển khai cũng tiến hành thông tin thêm cho người dân về các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước trên thế giới, xu thế hội nhập hay yêu cầu về sự thay đổi trong sản xuất, đặc biệt là cách sản xuất truyền thống để người dân có thể mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Một nền nông nghiệp linh hoạt trước những bất thường của thiên nhiên là cần thiết, để dù cho nắng hạn hay mưa dầm thì nông dân vẫn không chịu nhiều bất trắc, rủi ro. Theo thống kê và đánh giá của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, trong khu vực đồng bằng sông Cửu Long, Bến Tre là tỉnh bị thiệt hại nặng nề nhất trong đợt hạn hán và xâm nhập mặn vừa qua. Ước tính thiệt hại lên tới 1.700 tỷ đồng, 22.000 hecta lúa bị mất trắng, 33.000 hộ dân bị thiếu nước ngọt. Mặc dù đây là địa phương nhận được sự hỗ trợ khá lớn từ các tổ chức quốc tế trong lĩnh vực này. Vậy, trong thời gian tới, tỉnh Bến Tre sẽ tiếp tục phối hợp với các tổ chức phi chính phủ quốc tế để ứng phó với biến đổi khí hậu như thế nào? Chúng ta sẽ cùng trao đổi với ông Nguyễn Văn Bụi, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bến Tre. Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Vậy thì theo ông, với tình hình của địa phương hiện nay, thì đâu là những vấn đề mà cần phải ưu tiên triển khai trong thời gian tới để ứng phó với biến đổi khí hậu? Bến Tre thì trong thời gian qua thì độ mặn 1/1000 coi như đã xâm nhập trên địa bàn toàn tỉnh, thì trong đó độ mặn 4/1000 thì xâm nhập sâu vào khoảng 60 đến 70 km và làm ảnh hưởng rất là nặng đến tình hình sản xuất nông nghiệp. Và trước cái tình hình xâm nhập mặn như vậy thì vấn đề ưu tiên là đang triển khai các cái biện pháp để có những cái công trình nhằm để ngăn chặn cái nước mặn và trữ cái nước ngọt. Thì hiện nay về cái giải pháp trước mắt thì ở tỉnh cũng đang là phối hợp với các cái địa phương, đặc biệt là ba cái huyện ven biển mà nó ảnh hưởng cái xâm nhập mặn nặng nề nhất, là trước mắt là tiến hành sẽ là khảo sát xây dựng các cái hồ chứa nước ngọt, và thứ hai là đối với tỉnh hiện nay thì cũng đang là tranh thủ sự nguồn cái hỗ trợ từ trung ương cũng như các cái tổ chức để triển khai cái dự án quản lý nước ở Bến Tre, tức là sẽ là xây dựng các cái cống trên các cái tuyến sông, đồng thời là cũng triển khai xây dựng các cái đập tạm để ngăn mặn trữ ngọt. Ông đánh giá thế nào về sự hỗ trợ cũng như là sự tham vấn của các tổ chức phi chính phủ để cải thiện hơn nữa kế hoạch ứng phó với biến đổi khí hậu của địa phương? Cụ thể như là đối với cái nhận thức về việc mà chuyển đổi cơ cấu cái trồng vật nuôi á, thì trước đây đối với ngành cũng như địa phương cũng có xây dựng kế hoạch chuyển đổi cây trồng vật nuôi, đặc biệt là giúp cho các cái hộ nghèo cận nghèo để mà thoát nghèo bền vững.
Tuy nhiên thì đối với dự án Úc Farm vừa rồi thì cũng trên cái nền tảng đó, nhưng chúng ta sẽ nó đi sâu hơn một bước, tức là nó sẽ tiếp cận gần gũi với cái người dân, giống như là cầm tay chỉ việc, như là cái mô hình sinh kế, cái nhóm sở thích nuôi dê hoặc là cái sở thích nuôi bò, và qua đó cũng tập huấn cái kỹ thuật về cách ứng phó, rồi cách nuôi như thế nào vào từng cái thời điểm cụ thể, nhằm để nó thích ứng với cái điều kiện biến đổi khí hậu. Đồng thời là qua những cái mô hình đó thì cũng giúp là nhân rộng, là những cái hộ có điều kiện tương đồng như vậy thì cũng nhân rộng thì nó được nuôi phát triển nữa. Xin ông có thể cho biết là sau khi các dự án của các tổ chức phi chính phủ kết thúc thì tỉnh Bến Tre nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng sẽ cần phải có những kế hoạch cũng như là có những công tác như thế nào để đảm bảo tính hiệu quả và tính bền vững của những dự án mà đã triển khai? Nói chung thì cái vai trò của cộng đồng á, thì đối với việc duy trì các cái hoạt động này là rất là lớn, và nó quyết định đến việc mà cái duy trì hay không á, là chính là cộng đồng. Thì hiện nay là ngành cũng phối hợp với địa phương, đặc biệt là các cái liên minh hợp tác xã, để mà tổ chức tiếp tục là phải tập huấn nâng cao cái ý thức, nhận thức của cái cộng đồng trong việc tham gia các cái tổ hợp tác xã trong thời gian qua mình đã hình thành. Ông có thể cho biết trong thời gian tới thì ngành nông nghiệp của địa phương sẽ có những kế hoạch như thế nào để kêu gọi và thu hút nhiều hơn sự hỗ trợ của quốc tế trong lĩnh vực này? Hiện nay thì đối với ngành thì tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh Tre thì cũng chỉ đạo cho ngành nông nghiệp là sẽ phối hợp với các cái địa phương để khảo sát, để đánh giá, để rà soát lại các cái quy hoạch cụ thể và những cái vùng mà nó sẽ chịu ảnh hưởng lớn của cái biến đổi khí hậu, đặc biệt là cái xâm nhập mặn. Đồng thời cũng phải có những cái số liệu phải hết sức là chính xác và phải phù hợp qua từng năm để cung cấp là cho các cái tổ chức phi chính phủ để mà kêu gọi cái hỗ trợ đầu tư. Vâng, xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Biến đổi khí hậu có nhiều nguyên nhân, và một trong những nguyên nhân chính đó là hoạt động khai thác tài nguyên quá mức của con người. Chính vì vậy, nâng cao nhận thức của người dân để giảm thiểu rủi ro thiên tai cũng như thích ứng hiệu quả với biến đổi khí hậu, đây được coi là một trong những giải pháp mang tính lâu dài để đảm bảo sự bền vững của những dự án ứng phó với biến đổi khí hậu. Xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre từ nhiều năm nay đã chú trọng đến việc đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cộng đồng trong công tác ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, hiệu quả của nó không cao. Trước đây thì mình tuyên truyền chủ yếu qua các cuộc họp của chi tổ hội các đoàn thể, rồi cái tổ dân tự quản qua hệ thống loa đài. Còn sau này thì trong dự án có chương trình giáo dục bằng phương pháp hành động. Do đó mà người dân được giáo dục qua xem tranh, rồi đăng ký cụ thể cái hành động của mình là sẽ thay đổi cái hành động nào và trong thời gian là bao lâu. Nó rất là cụ thể, người dân là dễ thay đổi cái nhận thức của mình, nó cụ thể hơn. Giáo dục bằng bộ tranh, nghĩa là mỗi hộ tham gia dự án được tặng một bức tranh với 24 hành động cần sửa đổi. Gia đình nhà chị Nhân là một trong những gia đình tự nguyện tham gia hoạt động và đăng ký sẽ thay đổi trong việc sử dụng điện và trữ nước. Vậy điện thì mình tiết kiệm thì mình thay bóng đèn đâu nó tiết kiệm có ích cho mình hơn. Còn nước thì mình dự trữ đó mình xài nó cũng giảm chi phí nữa. Dễ hiểu hơn, mình thấy mình dễ làm nữa. Bên cạnh những thay đổi về cách thức tuyên truyền, thì tăng cường bình đẳng giới cũng được các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đặc biệt chú trọng. Cái người phụ nữ trong quá trình mà thích ứng với biến đổi khí hậu thì họ là những người mà đưa ra sáng kiến nhiều nhất. Phụ nữ có thể làm tốt nếu chúng ta trao cho quyền cho người ta để người ta làm. Bà Trần Thị Luyến đang cùng với chị em hội phụ nữ tham gia tập huấn để tìm hiểu về kỹ thuật trồng lúa theo tiêu chuẩn mới. Trong đó yếu tố quan trọng nhất là giảm đến 60% lượng nước tưới phù hợp trong điều kiện hạn mặn hiện nay. Tại vì mình có học thì thấy hiệu quả hơn á, tốt hơn. Tôi rất là ngạc nhiên. Thì vợ tôi thì đi qua cái khi đào tạo học được rồi cho nên cổ cũng nắm rành hơn tôi, đồng thời cũng hướng dẫn ngược lại.
cho nên tôi nói ủa sao chị tôi học quá đây sao cũng quá giỏi. Cho nên sau đó thì thường thường thì mình bảo bả đi làm, bả làm theo thôi mà. Nhưng bây giờ thì sau khi bả đi học về quá, bả dứt khoát là phải làm theo bả. Một truyền 10, 10 truyền 100, bà Luyến cũng như nhiều chị em phụ nữ khác đã tích cực hướng dẫn, tuyên truyền nhiều kỹ năng canh tác mới, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu đến với người dân trong vùng. Đối với hội phụ nữ tôi thì có triển khai cái nghề mai cho hội viên, hỗ trợ các mô hình như trồng nấm gơm, nuôi heo, lót thảm sinh học, nuôi gà. Những người phụ nữ vốn chỉ quẩn quanh với việc nhà cửa ruộng vườn, giờ đây cùng với những người chồng, người cha của họ mạnh dạn tham gia công tác lập kế hoạch phát triển cho thôn xóm của mình. Cái vai trò phụ nữ cực kỳ quan trọng trong cái vấn đề thay đổi cái tập quán cũ qua cái canh tác mới để nâng cao năng lực để họ có một cái quyền quyết định. Mà quyết định nó không phải là ngay cho họ đó mà nó ra luôn lan tỏa cả cộng đồng. Trước đây thì việc này thì chỉ giao cho ủy ban nhân dân xã và các bộ phận chuyên môn. Còn sau này từ khi có dự án hỗ trợ để lập cái kế hoạch theo cái hướng tham gia cộng đồng thì cán bộ và tất cả các người dân có thay đổi rất là nhiều trong cái nhận thức, xem đây là cái trách nhiệm của mình trong việc phòng chống thiên tai cũng như là giảm nhẹ rủi ro. Mặc dù trước mắt những nỗ lực của địa phương mới chỉ đạt hiệu quả bước đầu, nhưng tư duy chấp nhận đổi mới, biến lời nói thành hành động của chính quyền các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã mang đến luồng gió mới trong nhận thức của người dân địa phương. Một môi trường bình đẳng hơn với những con người sống có trách nhiệm với bản thân và môi trường sẽ không còn là một tương lai xa xôi nữa. Hỗ trợ từ các tổ chức phi chính phủ quốc tế được coi là một nguồn lực quan trọng để Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, các dự án này của họ thường có một thời hạn nhất định, nhanh thì vài tháng, lâu thì vài năm, trong khi đây là vấn đề mà Việt Nam cần phải giải quyết dài lâu. Vì vậy, phát huy vai trò của cộng đồng được coi là một yếu tố quan trọng để Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu một cách bền vững. Chương trình Việt Nam và Thế giới sẽ tiếp tục với phần tin điểm báo quốc tế. Trang tiếng Pháp của Bưu điện Huffington đăng bài bình luận với tiêu đề "Tại sao Tổng thống François Hollande lại tới thăm Việt Nam?" Bài bình luận đã đưa ra 4 lý do. Một là sự hồi sinh đáng kinh ngạc của Việt Nam sau chiến tranh. Hai là điều kiện tự nhiên thuận lợi cho phát triển kinh tế. Ba là nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng. Cuối cùng là hợp tác kinh tế Pháp-Việt đang ngày càng lớn mạnh. Trang Bưu điện Huffington cũng cho rằng chuyến thăm của Tổng thống Hollande sẽ mở ra những triển vọng hợp tác mới với Việt Nam. Một đất nước có tiềm năng lớn sẽ trở thành một con hổ châu Á mới. Made in Việt Nam có khả năng sẽ thay thế Made in China là tiêu đề một bài bình luận trên trang Sina Trung Quốc. Từ bông vải sợi đến quần áo, giày dép, từ pin cho đến xe đạp điện, từ linh kiện điện thoại cho đến chip máy tính, tất cả những đồ dùng trong cuộc sống rất có thể sẽ không còn là Made in China nữa mà sẽ trở thành Made in Việt Nam. Nhiều nhà đầu tư đang lựa chọn Việt Nam để xây dựng cơ sở sản xuất bởi hai nguyên nhân. Một là con người, hai là không bị giới hạn. Con người có nghĩa là nguồn nhân công trẻ, giá rẻ, còn không bị giới hạn là do hiện nay Việt Nam đã ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do với các nước Âu Mỹ, nên các nhà sản xuất muốn sản phẩm của mình có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam để được hưởng các ưu đãi thuế. Trang The Nation của Thái Lan đưa tin, nhiều doanh nghiệp Nhật Bản đang tìm hiểu cơ hội đầu tư vào thị trường thực phẩm Việt Nam. Đây cũng là khẳng định của ông Takimoto Koji, trưởng đại diện tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản JETRO tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Takimoto Koji cho biết, các nhà đầu tư Nhật Bản hiện vẫn tập trung chủ yếu vào các ngành công nghiệp sản xuất, nhưng có rất nhiều nhà đầu tư đang chuyển sự chú ý của họ sang lĩnh vực thực phẩm và dịch vụ. Hiệp định TPP được kỳ vọng sớm có hiệu lực, nên nhiều công ty Nhật Bản đang muốn tận dụng lợi thế từ những đặc quyền giữa các quốc gia thành viên. Việt Nam là một thị trường cực kỳ hứa hẹn với hơn 90 triệu người tiêu dùng. Nhu cầu đối với các loại thực phẩm sạch và an toàn cũng đang ngày một tăng cao. Không chỉ Nhật Bản, các doanh nghiệp thực phẩm từ Ireland cũng rất quan tâm đến thị trường Việt Nam. Vừa qua, đã có một đoàn 30 doanh nghiệp Ireland sang Việt Nam để tìm hiểu thị trường. Ông Andrew Doyle, quốc vụ khanh về thực phẩm, lâm nghiệp và trồng trọt của Ireland, bày tỏ kỳ vọng thương mại giữa Việt Nam và Ireland sẽ tiếp tục tăng trưởng trong thời gian tới, đặc biệt là trong lĩnh vực nông nghiệp và thực phẩm. Năm 2015, kim ngạch xuất khẩu thực phẩm từ Ireland sang Việt Nam đạt gần 36 triệu euro. Trang Korea Herald của Hàn Quốc đưa tin, kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Việt Nam năm nay đã tăng hơn 10% tính đến thời điểm này. Việt Nam đã trở thành thị trường nhập khẩu hàng hóa Hàn Quốc lớn thứ ba thế giới. Sự gia tăng các chuyến hàng đến Việt Nam phần lớn là do Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc đã có hiệu lực vào cuối năm ngoái.
Trang Constancy của Anh đưa tin, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam và Công ty Năng lượng và Môi trường Ricardo đã hợp tác cùng nhau để hỗ trợ cho Cục Khí tượng Thủy văn và Biến đổi Khí hậu của Việt Nam trong việc tính toán nghiên cứu, đo lường và xác minh lượng khí nhà kính tại Việt Nam. Chương trình kéo dài trong một năm nhằm mục đích giúp đỡ Việt Nam đáp ứng các mục tiêu ứng phó với biến đổi khí hậu toàn cầu. Trang First Post của Ấn Độ đưa tin, thành phố Hà Nội đang có kế hoạch xây dựng một trung tâm phần mềm với tổng vốn đầu tư hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến trung tâm phần mềm này sẽ tạo ra hơn 40.000 việc làm. Theo Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội, trung tâm này sẽ được xây dựng trên diện tích khoảng 70 ha tại khu vực đường Võ Nguyên Giáp. Trong năm 2015, doanh thu ngành công nghệ thông tin của Việt Nam đạt khoảng 49,5 tỷ đô la Mỹ, trong khi con số của năm 2010 chỉ là 7,6 tỷ. Trang Adelaide Now của Australia đăng một bài bình luận về việc Việt Nam là địa điểm du lịch thích hợp khi đi cùng với trẻ em. Việt Nam là một quốc gia thú vị với phong cảnh đẹp, con người thân thiện, thức ăn ngon và một bề dày văn hóa chắc chắn sẽ mang đến cho những đứa trẻ của bạn những kỷ niệm vô giá. Con bạn sẽ rất thích khi được trò chuyện với người dân địa phương. Hơn nữa, Việt Nam có nhiều điểm tham quan và trải nghiệm khác xa với cuộc sống thường ngày ở Australia. Chương trình Việt Nam và Thế giới tuần này xin được khép lại tại đây. Quý vị các bạn có thể theo dõi lại chương trình qua website vtv4.vn hoặc trang YouTube của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.